Chào buổi sáng bé con. Trời, có chuyện gì rồi? Cái gì? Jelly biến mất từ phòng của cậu. Ý cậu là sao? Chuyện là như vậy. Hôm qua Jelly đến phòng của bọn mình. Ruby, nếu cậu cần thức thì cậu có thể ra ngoài một chút được không? Lần này mình đã chuẩn bị một giai điệu rất tuyệt vời dành cho cậu. Nữa rồi, cậu làm ơn đi chú khách giùm mình được không? Ít nhất cậu có thể nghe bài hát đã được không? Ai đó? Ai mà giờ này còn thức thì nói chuyện vậy? Cảm ơn cậu đã mời mình vào phòng của cậu, Ruby. Cái gì? Ruby, cậu không được phép cho con trai vào phòng đâu. Mình còn làm gì được chứ? Cậu ta thế nào cũng khiến mình gặp rắc rối chứ mà xem. Mở cửa ra. Trốn ở trong đó đi. Cậu Băng Liên, cậu đang làm gì vào tối muộn thế này vậy? Tôi nghe có thấy tiếng nói từ phòng này. Mấy đứa đang làm cái gì vậy? Bọn em đang tâm sự giữa bạn cùng phòng với nhau thôi mà. Ta ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh ở đây. Là do chân của em thôi à? Thật sao? Đây là nơi em để vớ của em à? Bọn mình xong đời rồi. Ta biết là có gì đó mà. Thôi được, cũng muộn rồi. Mấy đứa này đi ngủ đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mình nghĩ cô ấy trốn ở đó mà. Bọn mình đã tìm Jelly trong phòng cả buổi tối nhưng mà không thấy cô ấy đâu cả. Đó là một vụ án phòng kín kinh điển đây mà. Đừng lo cho đi, để mình xử lý chuyện này cho. Để mình giải thích chuyện này cho cậu. Ruby cảm thấy mệt mỏi và phát chán với Jelly. Và sau một thời gian dài chờ đợi ngày này đến, cô nàng rốt cuộc cũng đã có thể làm cho Jelly biến mất. Cái đó là trò đùa đó hả? Đúng mà, cậu chưa từng ra ngoài xem Jelly thậm chí lúc cô ấy ghé qua. Thật lạ là cậu để cho cô ấy vào phòng của cậu. Tớ làm vậy là vì cô Băng Liên xuất hiện. Cậu đang tìm một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo chứ gì? Bằng chứng ngoại phạm sao? Được rồi, sẵn tiện đang nói đến bằng chứng ngoại phạm. Cậu ở trong phòng với mình suốt mà. Cậu bảo mình câu giờ lúc Jelly đi trốn nên mình mới ra ngoài cánh cửa. Cái đó chỉ vài giây thôi mà. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để di chuyển một ai đó, nhất là ở trong cái phòng nhỏ như vậy. Điên thật rồi. Nếu là thật đi, vậy thì mình có thể di chuyển Jelly đi đâu chứ? Đến cái tủ kia kìa. Bọn mình cũng đã kiểm tra cái tủ đó rồi. Cậu đã dùng cái muỗng để đào phía sau bức tường này mỗi đêm để làm một căn phòng bí mật. Ruby không thể làm chuyện này một mình được. Thấy chưa, không có phòng bí mật nào cả. Cậu rõ ràng đã giấu nó đi rồi. Mình có thể chỉ như thế này. Không có gì cả. Mình không thể tin là mọi người có thể nghi ngờ mình. Này cậu, không phải cậu đã biến mất trong cái thùng ma thuật này rồi sao? Cậu dùng phép thuật làm cho Jelly biến mất đúng chứ? Mình sao? Sao cậu lại nghĩ mình làm? Hơn nữa, cậu cũng biết trình độ của mình thấp lắm mà. Đúng đó, chắc chắn là phép thuật. Cậu đã dùng nước hoa ma thuật. Sao mình phải làm vậy? Hơn nữa trong sách pháp thuật không có thuốc để làm biến mất. Đúng không, Toto? Hai cậu không phải là những người duy nhất ở trong phòng sao? Toto, cậu có thấy Jelly không? Trời đã. Ta có thể thấy trong mắt của người, người đang giấu gì đó đúng không? Cậu ấy nghĩ Jelly sẽ bị bắt nên đã xịt nước hoa ma thuật lên Jelly để biến cậu ấy nhỏ lại và giấu cởi đi. Thấy chưa, không phải là mình mà. Vậy thì Jelly đâu rồi? Cậu ấy Jelly nhỏ xinh quá cho nên đã... Mình tìm thấy rồi. Cậu ấy biến Jelly thành một cái móc khóa hả?